Dạ, mình là Đạt Quý, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay lại với kênh Cuộc Sống Mỹ Đạt Nguyễn. Lời đầu tiên cũng chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào không hạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay thì mình có coi trên một cái đoạn của trên cái cộng đồng mạng các bạn. Đó là một cái đoạn video của một người, một cái kênh ở Texas, Houston. Nói về cái tình hình của một chị phụ nữ qua đây lúc 20 tuổi, qua năm 1990 và đã làm homeless. Người phụ nữ này là một người phụ nữ con lai. Thì bạn nghe rằng các bạn ở Việt Nam mà quan tâm hình như là có 3 điều. Các bạn ở Việt Nam, thứ nhất qua Mỹ mà làm neo, thứ hai qua Mỹ đi làm cu ly, thứ ba qua Mỹ làm homeless. Ok các bạn, qua Mỹ là phải làm chủ. Khi mà Đạt Nguyễn coi cái đoạn video clip này, Đạt Nguyễn còn không hiểu thì các bạn ở Việt Nam lấy gì hiểu. Cho nên nó có bức tường ở sau đó. Mình cùng nhau giải mã thử coi tại sao cái chị phụ nữ này con lai qua tới Mỹ 20 tuổi, có con, có mẹ theo, có chồng ở Việt Nam, còn một đứa con ở Việt Nam. Chồng không đi được tại vì người mẹ của cái người phụ nữ này đi theo, cho nên người chồng ở lại. Và bà ta sống dất gia dất dưỡng ở Houston, Texas. Khó hiểu quá các bạn, khó hiểu quá. Cái level chắc nó cũng phải cao cao lắm mới hiểu nổi đó. Mình cùng nhau giải mã thử coi tại sao qua Mỹ đi diện con lai mà bạn hiểu á, là thường á, homeless á, là phụ nữ ít lắm các bạn. Mà chị ta nói là chị ta không nghiện ngập gì hết, chị ta không tù tội gì hết, mà sao tại sao phải sống đầu đường xó chợ? Thường á, là mấy anh không à? À, mấy anh đi qua đây quậy phá quá, ăn chơi quá, buôn bán cỏ quá, ghen tuông quá, trai gái quá, bùm bùm quá, thì vô ông kia. Vô ông kia mấy chục năm rồi đi ra thì homeless thôi chứ còn gì nữa. Thì cái đó nó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà nhiều bạn ở Việt Nam vẫn chưa hiểu ấy chứ. Đừng có nói chi mà cái bài này mình chuẩn bị đưa lên mà các bạn hiểu được, các bạn không hiểu. Các bạn sẽ không hiểu. Ok, mình cùng nhau giải mã thử coi. Coi Đạt Nguyễn có khả năng giải mã cái bài này không. Thì trước tiên mình cũng chia sẻ trên kênh Cuộc Sống Mỹ Đạt Nguyễn YouTube và trên Facebook Xứ Lạnh Tình Nồng. À, để các bạn có thể vào chia sẻ thêm hoặc phản biện những gì mình nói mà các bạn nghe nó không lọt lỗ tai. Ok các bạn, trước tiên mình cho các bạn nghe cái clip mà mình làm của mình quay ở San Jose trước. Rồi mình cho các bạn nghe cái clip sau đó. Rồi giờ, nhưng mà chú vô con hỏi bây giờ nó trục xuất chú rồi, chú có muốn nó trục xuất không hay là chú muốn ở Mỹ? Muốn không muốn gì cũng phải cũng bị hết. Không, nhưng mà tâm trạng của chú muốn ở Mỹ hay muốn là cũng không được. Mình muốn cũng không được. Muốn cũng không được. Nhưng không biết rồi, nhưng mà ý của chú là muốn ở lại không hay là đi, chú muốn đi về gì nữa? Ở đây nhiều khi có như kỳ trước chú bị tim á. Dạ. Yeah. Nghe thở thở không được á thì ambulance lại chở vô bệnh viện Boston. Dạ. Nó hỏi ambulance á, mình không có giấy tờ ambulance, nó vẫn cứu mình vậy thường. Dạ. Yeah. Ở đây nó nhân đạo hơn nhiều, ở Việt Nam mà không có tiền là chết. Dạ. Yeah. Ở đây dù sao cũng đỡ hơn. Dạ. Yeah. Nghe lại à. Mình không có giấy tờ ambulance. Chú bị ý của chú là muốn ở lại không hay là đi, chú muốn đi về gì nữa? Ở đây nhiều khi có như kỳ trước chú bị tim á. Dạ. Nghe thở thở không được á thì ambulance lại chở vô bệnh viện Boston. Dạ. Nó hỏi ambulance á, mình không có giấy tờ ambulance, nó vẫn cứu mình vậy thường. Dạ. Ở đây nó nhân đạo hơn nhiều, ở Việt Nam mà không có tiền là chết. Dạ. Ở đây dù sao cũng đỡ hơn. Dạ. Ở Việt Nam không có tiền là chết. Homeless á, nhưng mà biết á, ở Việt Nam không có tiền là chết. Chú bị bệnh tim, nó lăn đùng, kéo chú lăn đùng ra, nó chở chú vô, nó chữa xong, rồi nó để cho chú ra lại, chú muốn làm gì làm, mốt chú lăn đùng ra nữa. Ở Việt Nam là chết con. Homeless. Ok. Rồi các bạn,
bạn nghe thử từng đoạn, không biết cái này nó dài lắm, nói chung là mình cũng phải sẽ lướt qua những cái đoạn. Khi mà những cái Việt kiều ở Mỹ á, những cái YouTuber á, từ California, San Jose, Los Angeles vân vân ở đó tới Texas, Houston, Dallas, họ đi quay homeless, họ không hỏi vào chi tiết. Đạt Nguyễn quay, Đạt Nguyễn hỏi dữ lắm. Mà muốn nghe clip kế của Đạt Nguyễn hỏi, cái clip cũ thôi, nhưng mà mình nhắc lại các bạn. Chú cho con hỏi là chú tên gì vậy? Liêm. Tên Liêm. Chú năm nay nhiêu tuổi chú? 68. Dạ. Chú sống ở đây rồi bao lâu rồi? Ở đất Mỹ này bao lâu rồi? Mấy năm rồi. Rồi chú làm lý do gì chú homeless? Thì hồi xưa ăn chơi quá mà. Rồi hiện tại thì chú có được tiền trợ giúp gì của chính phủ không? Không có, mất giấy tờ, mất cái rồi đang làm giấy tờ mà đòi thẻ xanh, đòi xong 600 mấy rồi chú đâu có tiền đóng đâu. Rồi cộng đồng người Việt đây không giúp chú cái tiền đó để mình làm thẻ xanh. Ai giúp 600 mấy đâu. Rồi hiện tại là chú không được sự giúp đỡ gì của chính phủ á. Rồi bảo hiểm nào này kia chú được không? Không có gì hết đó. Rồi. Nói chung là chú Liêm này bây giờ là ok các bạn, có điện thoại, có internet của chính phủ cho, có tiền hưu, ông ta đi làm ông có hưu ông ta cũng chẳng biết luôn, có bảo hiểm sức khỏe, okay. Có food stamp, có tiền ăn, đi ra đầu đường sao trời vậy. Đạt Nguyễn hỏi là hỏi vô sâu tại sao anh bị vậy thôi, okay. Anh có muốn về Việt Nam hay không? Còn đi hỏi, đi lơ tơ mơ, hỏi, quay lên cho nhiều hoàng ở trong nước, họ không hiểu. Nghe thử cái đoạn này các bạn. Người sống ở tại tiểu bang Texas thì tại thành phố Houston, riêng cái quận Harris thì có cái chương trình y tế của chính phủ, gọi là chương trình y tế là thẻ vàng, trợ cấp cho, hỗ trợ một phần nào đó cho những người khám và chữa bệnh. Cái đó là chương trình thẻ vàng. Ngoài chị Mai, chị hồi nãy chị nói ngoài Phúc Tem, ngoài ra chị có những chương trình giúp đỡ trợ cấp của chính phủ gì nữa không? Dạ không. Bạn thấy không, homeless ở Mỹ đó có bảo hiểm y tế, có Phúc Tem, và cái anh này anh hỏi chị có cái trợ giúp gì ngoài cái đó nữa không, chị nói không. Giống như chú Liêm ấy, nói không, có thể chị có thể chị không biết, ok các bạn. Hỏi ngược lại nè, ở qua Mỹ nó khổ lắm, làm homeless là khổ rồi, đúng rồi. Nhưng mà homeless á, ở Việt Nam có cái gì? Nó cứ là qua Mỹ làm homeless. Tại sao chị này làm homeless nè? Hiểu ok? Rồi các bạn. Thôi đó thôi, mà em cũng chưa lãnh được nữa. Lấy địa chỉ người ta, bây giờ người ta đi đâu mất bạn, nó không có xẻ được. Ok chị Mai. Dạ. Chị là kỹ những cái trợ cấp của chính phủ là chị chỉ có cái phút tem thôi. Cái phút này xin chị cho biết tên của chị ạ. Tên của em là Mai. Oh. Ok chị Mai. Thưa quý vị và các bạn, mình đây là những cái góc mà mình nhìn thấy là cũng biết là cái người mà vô gia cư. Đây là những hành trang chung quanh khu vực của chị Mai. Ủa rồi chị Mai tối chị. Bạn thấy homeless ở Mỹ chứ chiếm địa bàn dữ lắm á. Chiếm địa bàn nhà, xe, quần áo, đồ đạc để ta đã chiếm địa bàn dữ luôn. Ngủ ở chỗ nào chị Mai? Tối thì em ngủ bên Supply Nail. Không, tối được ngủ ở Supply Nail. Coi như là người Việt Nam á, họ cho ngủ đó. Còn có shelter, nhưng mà người ta không thích các bạn. Ngủ trong cái Supply Nail vô đó làm. Ở đó người ta đặt một câu hỏi nữa nè. Tại sao chị không làm Supply Nail? Tại sao chị không làm? Tại sao chị không vậy? Tại sao đi vô sâu vấn đề các bạn? Người ta không cho vô. Người ta bán Supply Nail, người ta không có cho mình vô, mình phải ở lâu ngoài. Tối người ta dọn đi về 5-6 giờ là mình mới mua đồ vô ngủ trên. Coi ở Việt Nam thì coi qua, trời ơi tội quá. Đi qua tới Mỹ như thế này, tội quá, tội kia. Nó có vấn đề chứ không có phải. Đương nhiên bạn ở đầu đường xó chợ là tội rồi. Nhưng mà nó có vấn đề các bạn, nó không phải Việt Nam, hoàn toàn không phải. Thèm giống vậy nè. Cũng thèm. Rồi, ở đằng kia có cái mấy cái gì cũng của chị luôn. Muốn hồi đi bộ qua mà nhưng mà cho nó qua sao chứ. Không sao đâu, hết không? Giấy tờ không có gì. Trời ơi, thưa quý vị. Nói hành trình xe đạp. Đó kìa.
nguyên ở bên đó nó kìa, hai chiếc cái xe đó, nên những nhiều? Cái mền mền nhiều đồ dữ vậy. Ờ thì đó, mền đồ ngủ đó, nó lạnh lắm, không lết mà nhiều đồ đó. Cái này là đồ ngủ hai xe đó, mấy cái xe này đồ linh tinh. À, quý vị và các bạn cũng thấy ở ngoài đường xe cộ ra ngoài chạy qua lại rất là đông, nhưng mà đây là những cái cảnh sống lề đường vô gia cư của người Việt mình. Bên cạnh những chiếc xe bóng loáng là những cái xe đồ của những người ta cho qua mấy cái khúc này. Để đó mình tối ngủ cho nó đừng có lạnh á, tại vì về đêm nó lạnh lắm. À ok. Dạ. Ok chị Mai. Chị có thể cho biết là chị bằng tuổi mình. Chị qua Mỹ lâu chưa chị Mai? Em qua hồi đầu năm 90. Đầu năm 90. Đầu năm 90. À. 90 ở Phi, qua Phi, qua bên Phi. Phi xong rồi đi qua bên Cali. À. Cali xong rồi từ từ đi mu đi tùm lum trơn luôn. À. Đi gia đình rải rác hết, cũng có gia đình bên đây mà nhưng mà bên Mỹ mà nay nấy sống. À. Có hai đứa con ở trên miền Bắc nước Mỹ. Dạ. Mà nhưng mà là con nó không thương mẹ, bỏ mẹ. Ồ. Oh. Dạ. Con không hư thương mẹ, bỏ mẹ. Nói ra đó thì giống như đứa con nó bất hiếu các bạn. Nhưng mà những người ở trong chăn thì mới chăn có rằng. Bạn thấy những cái người Việt Nam qua đây không, là họ bỏ bảo lãnh mẹ họ qua, bảo lãnh cha họ qua. Rồi cuối cùng họ phải đuổi nha, họ phải đuổi thôi, dùng cái chữ mời đi. Mời cha mẹ của họ ra khỏi nhà, sống không nổi. Đó, đem qua đây bất hiếu. Qua đây mẹ nó nhồi đầu thằng con, nhồi đầu con nhỏ hả, nó chịu không nổi, nó mời thôi ông bà đi chỗ khác ở. Mỹ chứ không phải Việt Nam. Ok. Xong rồi lên kênh này kênh nọ nói thằng con tôi nó bỏ tôi, thằng con tôi nó hỗn lắm, thằng con tôi nó mất dạy lắm, thằng con tôi nó bất hiếu lắm. Sống trong chăn rồi mới biết chăn co rặn. Khi mà cái người đó hỏi tại sao đứa con nó bảo lãnh mình qua đây mà nó mời mình ra khỏi nhà. Chờ vô nhà tao quậy bú xua. Nhà Đạt Nguyễn là nhà Đạt Nguyễn, không phải nhà của cha mẹ Đạt Nguyễn. Ok, nó không có giống Việt Nam đâu. Qua đây á, có sao để dạy đừng đụng. Mình nói mình nhưng mà tất cả mọi người đều dạy hết á. Đừng đụng vào của nó. Đừng có ý kiến ý cò giữa nó. Mẹ nó sống mấy chục năm ở đây rồi. Qua đó ngồi chính giữa là mẹ thật nó mời đi à nha. À, cho nên trời ơi tội quá, mấy đứa con nó hổ quá, mấy đứa con nó bất hiếu quá. Chia sẻ chung không biết một đứa kẹt ở Việt Nam quê Bến Tre. Một đứa ở Việt Nam quê Bến Tre, một đứa, hai đứa bên đây. Ok các bạn. Ủa mà bây giờ sao, tại sao không về ở với Việt Nam, giờ sống sướng lắm mà tại sao không về ở nó cho con nó nuôi mình Bến Tre đấy, thấy không? Đó cũng không đến nỗi mắc lắm, về xây cái chòi ở tới, tại sao ở đây dất da dất dữ khó hiểu quá. Ok nghe tiếp. Đó. Số mình nói vậy, ba đứa con không gần đứa nào, mình cũng muốn gần gũi ba con. Ba người con. Dạ, yeah, đứa Việt Nam ba mấy tuổi, hai đứa ở đây. Hai người bên đây. Ở Mỹ có cần đứa con giúp đỡ không các bạn? Ở Mỹ mình cần tình thương, mình khi mà mình lớn tuổi rồi mình cần nó tới, nó thăm nom đồ này kia. Nhưng mà cần nó nuôi mình không? Hoàn toàn không. Người phụ nữ này có vấn đề. Vấn đề gì? Để ở Mỹ thì hai người con Mỹ chắc chắn là trưởng thành và đã lớn. Dạ, dạ đúng rồi, mà nhưng mà một con bé nó bị khùng, con nhỏ. Nè, coi nè, bạn nhìn. À, để mình coi vậy. Đâu rồi, mở lớn lên xíu rồi. Burberry đó, khăn Burberry đó, thấy chưa? Homeless đó. À, một cái khăn này nhiêu tiền? Chắc cũng 500-700 đô à, giỡn đâu các bạn. À, chưa, hôm đó chuyện nào gõ Mỹ không? Gái Út. Yeah, thằng Út thì nó mê gái rồi, nó không có lo gì cho mẹ nó hết. Thằng Út nó mê gái, nó không lo gì cho mẹ hết. Cái này là một cái câu hỏi đặt rất lớn. Không, thằng Út nó chẳng có mê gái. Thằng Út đó, nó có vợ, có con.
Nó cần gì phải lo cho mẹ nó? Mẹ nó có chính phủ lo, mẹ nó tự lo, tại sao thằng Út nó phải lo? Giống nó giống kiểu Việt Nam vậy, không hề khác hoàn toàn. Hoặc là đó ở chung với thằng Út, mẹ tối ngày phàn nàn nó không à. Là mẹ nó đó, là mẹ nó không à. Nó tiễn đưa đi, nó muốn đi đâu đi. Nhiều thứ diện để nói lắm các bạn. Nhưng mà ủa, mình đâu có cần phải ở với con, cháu, gia gái mình gì đâu. Cho nên trách con. Tối ngủ, xi măng này lạnh lắm. Nó bốc lên là người nhức lưng, nhức xương sống luôn. Dở có cái là mình không lái xe được, không biết chữ được. Mà. Qua tới Mỹ lúc 20 tuổi, năm 90. Tại sao không biết chữ? Tại sao không biết lái xe? Ok. Bạn đi qua theo diện con lai. Qua tới đây, Mỹ nó cho bạn học mà. À, ở Việt Nam con lai đa số là không biết chữ. Có số thì học lớp 2, lớp 3 đại khái vậy. Mình đã gặp những người con lai đen ở đây luôn, cũng không biết chữ các bạn. Nhưng mà ta đi làm bình thường. Rồi, tại sao qua tới Mỹ 20 tuổi, sao không có đi học tiếng Anh? Mỹ nó dạy mình từ ABC. Tại sao không học? Đó lỗi Mỹ hay lỗi mình? Mỹ nó có bắt mình đóng tiền đâu. Rồi qua đó, theo diện con lai á, nếu mà mình chưa có đi làm á, nó hỗ trợ cho mình ít nhất là 6 tháng. Ít nhất là 6 tháng. Đi học không có tốn tiền đồng nào hết các bạn. Đi xe bus, đi xe đồ. Rồi sau mình học ABC đồ này kia rồi, bây giờ mình biết tiếng Anh rồi á. Đó, cái đó là cái chữ thôi mà. Đâu có hỏi học văn, học ngữ pháp, học gì đâu. Không chịu học. Đó là lỗi của mình. Qua một nước văn minh mà những con người không văn minh mà nói rồi. Đến họ cho học mà. Không học, không biết chữ, không biết gì. Nhưng mà không biết chữ không có nghĩa là không là thất bại ở Mỹ các bạn. Nha. Nhưng mà người này thất bại thật. Lép nữa, người ta mướn mình khó lắm. Người ta biết không lép rồi, lâu quá không có được. Người ta không có nhận mình đi làm. Nhưng nhất là mình răng cỏ mất hết, không có răng. Okay. Rồi cái gì nó cũng trở ngại. Nếu đi xích đồ cái gì nó cũng trở ngại. À. Người già thì người ta phải cần mình có lái xe. Khi mà người ta cần nhờ đi mua thuốc, mua men, mua đồ ăn này nọ, không biết. À. À, ông này thì lụm đồ với chai sắc dụng quá. Rồi, cho qua khúc này cái đi. Mấy này ông cũng hiền. Ông ai mua mấy cái ghế. Rồi hồi xưa vậy chị, những cái công việc chính mà chị làm ở Mỹ là chỉ... Chính là làm hãng. Hồi xưa là làm hãng mình. Qua tới Mỹ có làm hãng nha các bạn. Rồi. Rồi. Làm mà nó kêu là tháng lẻ mà nếu mà không bỏ cái chớp mà tự gì về tâm nhóm là bị đổ gãy hết. Nó cho đi một tháng mình đi quốc 2-3 tháng thương con ở bên đó về là mất chớp. Đó là lỗi mình. Đi về Việt Nam chơi. Có một tháng à, quốc 2-3 tháng về mất chớp là mất việc làm. Ủa? Mất việc làm này thì mình đi kiếm việc làm khác. Mà tại sao phải cần đi về 2-3 tháng trong khi mình không có coi là coi trọng cái việc làm của mình ở đây? Đúng không các bạn? Rồi, qua đây mất chớp đi xin việc khác. Tại sao ra homeless mà không nghỉ ngập không gì? Làm ăn cá, rồi ăn thịt heo, ăn cho mày giết heo ra phân phối tiểu bang á. À, làm hãng á. Kentucky, Louisville, thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky, chỗ mà lễ gà tây rồi đó, đua ngựa rồi nó luôn á, đua ngựa. Thành ra ở đó cũng 16 năm. 16 năm ở Kentucky. Nó ngộ lắm, khó hiểu lắm ha. Đó, các bạn. Rồi xong rồi cái tự nhiên đi ra ở hôm đó chơi. Nhiều người ta thích nó á, tới cái đó cái đầu nó ngộ vậy á, biết heo, đâu. Hạn cho mày giết heo ra phân phối tiểu bang á. À, làm hãng á. Kentucky, Louisville, thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky, chỗ mà lễ gà tây rồi đó, đua ngựa rồi nó luôn á, đua ngựa. Thành ra ở đó cũng 16 năm. Lạnh quá rồi xuống đây là thấy thích thịt lợ ở đây. Khi xuống đây sao chị không mà làm công việc đó, không làm công, hồi xưa làm Mỹ Thành. Mỹ Thành làm ngày có 40 mấy đồng. Mỹ Thành trong khu liên xích nhà hàng cái gì phải không? Không, chả bò dừa viên. Ồ, chả bò dừa viên. Rồi thằng Út nó xuống đây nó quậy quá, nó không chịu đi học. À. Rồi xô cái tụi chính phủ về cho em á, kêu chị đi ra ngoài, xong rồi chị bỏ chớp luôn, chị không làm là sao? Thấy không, chị nói là thằng Út á, nó xuống đây là nó từ Kentucky, nó xuống Houston, nó quậy quá, nó không đi học, bị cảnh sát bắt. À,
rồi tại sao chị bỏ chứ? Ra không, nó quậy ra thì để cho chính phủ nó lo. Giờ tôi bó tay với nó. Tại chị bỏ chốt, rồi chị bỏ công ăn việc làm, chị ra thành homeless thôi. Chứ đâu có phải là đất nước Mỹ này qua để mà thành homeless. Ở đó cũng 16 năm, lạnh quá. Rồi sao nó chạy ngược lại ta? Ô, trả bài chuyện. Rồi thằng Út nó xuống đây nó quậy quá, nó không chịu đi học. Rồi xô xô cái tổ chính phủ về cho em á. Kêu chị đi ra ngoài xong rồi chị bỏ chớp luôn, chị không làm rồi sao mà xin việc. Bấp bền cái bắt đầu nghỉ luôn ở ngoài đường. bấp bền nghỉ luôn, nghỉ ngoài đường. Nó làm có 42 đồng ngày lãnh tiền mặt á. Ảnh ra nhiêu ăn bà nó hết rồi. Rồi thêm thằng này ăn nữa, hai người ăn tùm lum hết. Có khi bệnh hoạn thuốc men mua qua rinh này nọ đâu có tiền. 42 đồng mà một ngày mà nó bắt mình làm từ 10 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Thì chỉ nói cái thời nào không biết ha, thời nào á làm ngày 42 đồng từ sáng đến tối, rồi bây giờ lên trách móc đó là chủ nhà hàng đó, nó như vậy. Rồi các bạn. Thôi, làm chết mẹ luôn. Là sau này nó bán cho bánh mì bên nó dòng họ nó làm nó không mướn nữa. Thôi thôi mình đừng nói à, mấy. Rồi qua nữa đi. Người ta nói mình sao nè. À dạ, quên ta xấu, nói. Sao lưng ta những cái thông tin chị có quyền chia sẻ nhưng mà thôi thì đừng đúng nói tên. À đúng rồi. À, cái để giữ cái bài là cái việc làm của mình nó vậy đó. Dạ. Hả? Ok chị. Dạ. Cái gì mình cũng muốn cố gắng mà nhưng mà nó không có được, nó dở con cách. Không, chị không có cố gắng. Chị bỏ xui. Không biết chị có vấn đề cái đầu hay không mà nói thì trong có lẽ không có giống không có vấn đề. Thí dụ chị nó có khúc dài lắm phía sau nữa mà dài quá các bạn. Chị nói như thế này, muốn đi về thăm đứa con của chị ở Kentucky mà nó xa quá. Đi xe bus đi về tốn mấy ngàn, đâu ra tốn mấy ngàn các bạn. Nè. Chỗ nào đi về tốn mấy ngàn, đi về Việt Nam nó mới tốn mấy ngàn. Về Việt Nam nó mới có cái vé có ngàn mấy, đi đâu trong đất nước Mỹ này tốn mấy ngàn. Rồi tự nhiên đang làm cái bỏ việc cái thành đi ra làm vậy đó. Rồi ở Texas Houston nó cho bảo hiểm miễn phí, nó cho food stamp, còn muốn gì nữa? Còn muốn gì nữa? Cái có cái nước nào, có cái chỗ nào mà bạn ra bạn có bảo hiểm miễn phí, bạn có ăn miễn phí. Ăn miễn phí nó cho ăn miễn phí rồi nó cho bạn 300 tháng ở dưới, thường làm food stamp là 300 300 mấy tháng các bạn. Vậy không đủ ăn hả? 300 mấy tháng không đủ ăn hả? Còn cái chỗ ở nữa thôi. À cái chỗ ở đó là cái chỗ ở của Neil Supply. Cho nên á bà ta bị chuyện gì đó mình không biết. Đang làm hãng, bỏ hãng. Rồi làm bao nhiêu? Làm 16 năm rồi vậy. Chắc vậy ở Kentucky. 16 năm. Vậy đó, ở Mỹ là đi homeless là lỗi của Mỹ á. Muốn nói cái khúc này nè, để cho các bạn ở trong nước mà thánh nữ, thánh nam mà nó cứ qua Mỹ homeless nó đặt câu hỏi hoài luôn á. Mình tính mình làm bài cuối cùng mấy bữa trước mà bây giờ mình phải làm lại nữa. Trường hợp này là như thế nào? Nó cứ thấy là homeless không nói nhiều. Sao không nói nhiều được? Tụi bay bịt miệng thôi. Bảo hiểm miễn phí, lăn đùng ra nó đi chữa miễn phí, cho ăn. Thì ở bạn thấy rồi, ở tiểu bang Texas thì nó khó sống hơn ở tiểu bang Cali. Muốn về Cali làm homeless thì con nó dễ ăn hơn. Hiểu chưa? Ủa mà bây giờ có không có tội phạm, không có nghiện ngập, tại sao không đi xin vô hãng mà làm? Đâu cần tiếng Anh, những người Việt Nam mới qua ú a ú ớ biết tiếng Anh mà đừng có nói người này không biết tiếng Anh. Có biết chứ không phải không, không biết đọc thôi. Vậy là họ muốn chứ đâu phải đất nước Mỹ này đưa họ tới cái chuyện homeless. Giải thích vậy đó, mấy thanh nam thanh nữ nó ngứa lỗ tai. Nó không chịu, nó không muốn hiểu các bạn, nó không muốn hiểu. Còn những thanh niên thì nó qua đây nó quậy quá, nó ăn chơi quá thì nó thành như vậy. Rồi nó làm biếng lắm, nó tối ngày nó cứ hút vậy nè, rồi kêu nó đi làm nó đâu có làm. Còn mà mình muốn mình đi là cái đầu mình có vấn đề.
Trời qua đây từ năm 90, đáng lẽ đó là bây giờ đó, là nhà cửa ngon lành đề hoài. Đó là do mình, lúc mình qua mình mới 20 tuổi, mình không biết chữ, mình cũng chẳng học luôn. Thì Mỹ nó dạy cho miễn phí, tại sao không học? Ở Việt Nam học không được rồi, ok. Từ nhỏ lớn lên bị chọc, bị đồ này kia. Còn qua tới đây, rồi sao không học? Ủa mà không học đi làm vẫn được mà bà ta vẫn đi làm chứ phải không? Đó, cứ nói ca sĩ Kim Ngân sao homeless. Ủa bà ta qua đây tại sao bà ta thành một ca sĩ, bà ca là cái này cái nọ, rồi sao bà ta vẫn đi lang thang? Bà ta có vấn đề chứ Mỹ nó đâu có đẩy bà ta ra homeless đâu. Đó, quay lại, có mấy đứa con, còn đứa con ở Việt Nam đó tại sao không về? Giống như cái người đầu tiên mà mình nói á, trời ơi thôi không có về con ơi, ở đây sướng hơn, đây bệnh lăn đùng ra nó chữa. Bà ta biết điều đó, bà ta biết điều đó. Rồi nhiều khi sống không nổi với được đứa nào hết đó các bạn. Đứa nào nó cũng chạy mặt hết. Nếu mà các bạn nhìn vào thì các bạn sẽ biết. Có nhiều người phụ nữ, người mẹ Việt Nam ở đây 70 mấy, 80 tuổi còn mạnh khỏe lắm, minh mẫn lắm. Nhưng mà ở trong nhiều viện dưỡng lão, mình mới đặt câu hỏi, ủa tại sao bà ta mạnh khỏe như vậy rồi mà bà ta phải vô viện dưỡng lão? Bà ta đi đứng bình thường, thoải mái, lanh lẹ. Người ta mới nói một câu, ủa con của bà hả? 7-8 đứa luôn á. Ở trong chăn mới biết chăn có rặn. À, ra ngoài bạn không biết đâu. Nhưng mà về nhà cứ cằn nhằn con cái đủ thứ, các bạn. Đủ thứ trò, nó gọi là đay nghiến, phàn nàn, đủ chỗ hết. Nó nhức đầu quá. Ê mẹ mày, mày phải chịu mày. Không có đâu. Ở Việt Nam bí lối thôi. Mình nói các bạn rồi, kể cho bạn nhiều rồi. Bảo lãnh mẹ qua đây có tiệm nail ra, tao là mẹ chủ nè, lật sổ coi, điều hành. Thợ nó phản kháng liền, chủ tiễn ra. Thằng chủ nó đuổi mẹ ra khỏi tiệm. Được nghe. Khổ không? Rồi. Thằng cha, thằng cha thì con cũng làm chủ, bắt đầu vô, tao cũng là chủ của, cha của chủ, rồi cặp một đứa nào ở trong đó đó, bắt đầu là bodyguard, bảo hộ, bảo vệ cho cái đứa đó. Tao cha chủ mà, cái thôn nào tốt nhất, thôn nào ngon nhất là cái tài đó, cái nơi đó. Thằng chủ nó tiễn luôn hai đứa. Thằng chủ nó tiễn luôn hai đứa ra. Hả? Đứa cha với đứa bồ của cha nó tiễn ra luôn. Mình nói rồi, Mỹ là vậy mà. Cha làm chủ hãng, mướn manager làm điều hành hãng, con vô quậy tao đuổi mày. Nói rồi. Cho nên nhìn vô Mỹ, ồ sao ngộ vậy ta? Không, của nó là của nó, không phải của mình. Này ghê. Mình đừng có đòi là mình làm cha chủ mà mình làm mẹ của nó. Tức nó mất cười. Hai vợ chồng nó đang sống 5-10 năm ngon lành, cô vợ bưng trà bưng nước. Cái chuyện đó nó tiêu cực hay nó tích cực gì đó, cái chuyện đó của hai chồng nó. Ủa? Tại sao mày phải bưng nước cho nó? Ủa? Tại sao mày phải nấu cơm cho nó? Kệ mẹ nó. Tự nhiên qua cái chọt à. Trời ơi, có nhiều câu chuyện mình nói. Cha vợ thì lâu lâu mới có ông, chứ còn mẹ vợ nhiều lắm các bạn. Cho nên á, đi mà coi như là không có hiểu đâu, mà không có hiểu vấn đề đâu. Trời ơi, cười qua Mỹ vậy, rồi sao mà homeless. Trời ơi, Mỹ đó, qua Mỹ vẫn có người làm homeless. Nó có cái lý do chứ đâu phải tự nhiên khơi khơi. Còn Việt Nam? Việt Nam không có hả? Làm chết bà luôn. Là homeless ở Mỹ nó vẫn sang hơn homeless Việt Nam, thấy không? Nhìn vô là phải chịu thôi các bạn. Một chút nữa là 7:30 mình có hẹn với anh Alan Đặng. Anh Alan Đặng phát quà cho tại bệnh viện những người khổ. Nó nói Việt Nam sướng lắm nha. Hy vọng là bật kết nối được. Khổ đầy ải đó không thấy. Hôm qua tưởng là làm hẹn sai với ảnh, nhưng mà không, hôm nay mới là đúng. Ok các bạn. Bây giờ mình sẽ đọc comment vậy luôn các bạn nha.
Vợ chồng là phải giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường. Cha mẹ đừng có quản lý con của nhiều quá. Đi đem cái văn hóa quá. Hoặc là vừa bước vô tới nhà cái chửi rể liền. Được, nhiều rể mình thấy nó cũng kiên nhẫn quá các bạn. Mới vô sân bay vô nha, vô tới nhà quốc liền tức thì không biết ất giáp là gì. À. Ôi tao tưởng mày đem con qua đây ở chỗ này ở chỗ kia, mày ở cái hớp bà to ở cái chỗ nhà vậy. Hồi nãy mình có coi trên cái đoạn TikTok không, trên Facebook, cái thằng mà nó nói Trang Trần qua cái ở ở khu ổ chuột á, vậy tụi nó ở Việt Nam nó định nghĩa khu ổ chuột là khu nào? Bài đó bài sau đi con bạn. Ok, và nó nói qua đây làm neo đi. Ủa Trang Trần làm neo chưa? Ồ cái neo quá mắc mớ gì tới ông nội tụi nó. Mà cái nhà đó nó kêu ổ chuột. Ổ chuột là ổ như thế nào? Ở Việt Nam một căn nhà nào gọi là căn ổ chuột? Và ở Mỹ chỗ nào gọi là ổ chuột? Cái tụi mà showbiz, cái tụi mà nó có tiền, nó đi so với một mức làm của những người bình thường như mình đó có tiền, mình đó không biết, mình công nhân mà được mấy thằng giàu như thế. Cho nên á, ổ chuột là ổ như thế nào, nhà của bạn thấy đi, Trang Trần quay cái bên phía ngoài rồi thì mà bữa mình nhìn mình đón đón đó là ở Georgia, thì có bạn nói là ở Tennessee. À, tiểu bang Tennessee. Bạn nhìn cái nhà bạn có thể đoán được, và nhìn cái cây cối bạn đoán được nó khu đó khu nào, thì có vùng đó chốt trà đi lên xíu nữa thì Tennessee nằm phía trên hai như một hai tiểu bang kế kế bên đó hả? À? Việt Nam ăn trên ngồi chốt kỳ thị dữ lắm. Ủa, mà người ta qua ta ở đó mắc mớ gì? À, đó. Mà nó nhiều thứ lắm. Chắc bà này hút sách cờ bạc homeless thôi. Cái vụ chú Liêm, cái này mình nói thoáng thoáng thôi, chị chắc kỳ chị họ chị nói mình lý do tại sao, thì hỏi hỏi sao chú homeless ăn chơi quá homeless, nhưng mà bên trong đó nó có cái nữa à, như nói vậy thì các bạn hiểu đó. Tôi công nhận tôi ăn chơi quá tôi thành homeless mà. Sao tôi từng làm, tôi từng đủ 10 năm nhưng mà tôi ăn chơi quá tôi không làm đó. Lỗi Mỹ sao qua Mỹ phải làm homeless tại vì anh rồi. Những cái người này hút sách như thế nào thì đâu có ai nói đâu, mình biết văn hóa phong tục tập quán có ba thứ này đều do con người tạo ra, vì vậy nên phải đổi để phù hợp với sự tiến triển của cái xã hội tư duy. Thì cái nơi đó nó làm con cãi cha mẹ trăm đường con hư, hay là ta về ta tắm ở à, ta dù trong dù độc vô nhà vẫn hơn không đúng nghĩa. Người ta nói cái câu như vậy nè, thì giống như bạn nói đó, con cãi cha mẹ trăm đường con hư đó, cái hồi xưa đừng có lấy kinh nghiệm. Người ta nói là trứng mà còn khôn hơn rận, bây giờ trứng nó khôn hơn rận thật. Anh bị tụt hậu mà không biết. Mình làm YouTube, những cái app, những cái công nghệ đó, mình phải hỏi thằng cháu mình 10 tuổi, các bạn bấm cái gì nè. Mặc dù mình đối diện với nó mỗi ngày, mà tụi nó, cái thời này là thời của tụi nó, mình chỉ là chạy theo hụt hơi, nếu mà bạn không chạy, bạn tụt ở phía sau kìa. Thời buổi này là mấy đứa trẻ nó học, nó hiểu nhiều hơn cha mẹ nó thời trước chứ. Lấy cái kinh nghiệm ra để nói á, mà thời xưa nó cổ lỗ sĩ không có còn đúng nữa. Ok, có nhiều cái nó còn nhưng có nhiều cái nó không còn đúng nữa các bạn, chứ không phải là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, con cãi cha mẹ trăm đường con hư đó, nó không đúng nữa. Mà cái phần không đúng nó cao hơn cái phần đúng, và phần đúng nó vẫn còn đúng đó chứ không phải không. Tùy. Tao làm cha là mẹ mày, tao nói mày phải nghe, không có chuyện đó đâu. Cái đó hồi xưa đó, bây giờ nó có cái chính kiến của nó. Ha. Thì còn ở Việt Nam nó còn lệ thuộc dữ lắm, cha mẹ chửi quá trời chửi, 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 ở chung với cha với mẹ. Còn đây không có các bạn.
vô đây văn hóa của Mỹ, mà Mỹ nó chẳng ở chung với con nó, rồi lớn lên học văn hóa của Mỹ cũng chẳng thích ai ở chung. Bây giờ á, mình ở chung với thằng con mình nó còn nhỏ thì ok, giờ mốt nó lớn mình muốn ở chung nó cũng không được, cho nó tự đi rồi mình đi theo nó. Hồi hôm sáng này như kể rồi, cái con gà nó nuôi con nó tới một khoảng nào đó mà con nó chạy theo là nó mổ liền, nó không cho đi theo nữa, tự đi mày, tự lớn mày, đúng không? Còn mình nó có bơm bơm, còn Mỹ nè, 18 tuổi lớn rồi. Bây giờ cái văn hóa Mỹ thì nó đổi lại một chút rồi, là nó vẫn muốn con nó ở tới khi lớn hơn nữa nhá. Chứ còn mấy chục năm về trước là 18 tuổi là ra khỏi nhà. Mấy con mình á, về sinh có chỗ cho nó ở không? Dạ có chỗ cho nó ở, nó mới bị mẹ nó đuổi ra. Về có chỗ cho nó ở, nó bị ba nó đuổi ra. 18 tuổi đuổi ra. Cái này giờ có nó ở bao lâu? Nửa tháng, tháng nó kiếm cái mấy đứa đó nó cũng có việc làm rồi, nó kiếm nó ra. Vài bạn biết sao? Hỗ trợ cho nửa tháng tiền nhà. Bạn nữa mà mình hỗ trợ cho nửa tháng tiền nhà. Chứ tiền đâu tao có tao cho. Đó. Giống như con gà nó mổ chốc chạy mày, tự đứng ra. Đó là Mỹ. Việt Nam đâu có, Việt Nam không bao giờ đuổi con mình ra. Ở đây, nhưng mà bây giờ cái số phần lớn lớn á là Mỹ á, nó không muốn con nó ra. Nó ra có 18 tuổi. Nha, giờ nó đỡ hơn rồi các bạn. Nhưng mà nó vẫn còn. Ok, bây giờ mình sẽ chào các bạn ở bên YouTube nha. Dạ, chào anh Glow Flower, thank you anh. Cảm ơn Headed Post. Cảm ơn bạn Hoàng Vũ nha. Mời sao chú sẹt. Chào bạn La Lê, chào bạn Thiên Long. Chào bạn Ô Tô Tài Biên Hòa nha. Cảm ơn bạn Sài Gòn. Hello bạn Nguyễn Marcus. Chào chị Thí Liễu, chào Đạt. Chuẩn bị ăn mừng ông Trump ở nhà. Em cũng chuẩn bị là xong xuôi hết rồi. Xong xuôi hết rồi, chờ ngày đại thắng. Các bạn. Nhưng mà không biết làm sao. Hay đại thắng hay là đại bại, không biết nữa. Bảo đảm ông Trump mà thắng thì sẽ có một cuộc chơi nó vui. Mình đi chơi, mình đi ăn mừng, mình vui các bạn. Yeah. Chứ còn, rồi mình cũng biết là kinh tế. Cho nên á, người ta mới hỏi ông Trump lên liệu có xây dựng lại đất nước Mỹ hay không. Ok, đương nhiên là Trump phải xây dựng lại được đất Mỹ rồi. Còn Biden là đang phá hủy được đất nước Mỹ, chứ không phải là Build Back Better đâu, xây dựng lại đất nước Mỹ như cái kiểu Biden đâu. Từ tiêu này đến tiêu kia. Khi mà ông Trump làm tổng thống thì ổn nó có nói năng gì đâu, Nam Hàn, Bắc Hàn đâu, Đài Loan, Trung Quốc đâu các bạn. Nhưng khi mà đến khi ông Biden làm thì bạn thấy nó đang rối lên như thế này. Vô gia cư nhiều người, nguyên nhân có người có học thức mà vẫn homeless. Có người học, họ không biết các bạn ở Việt Nam, thánh nam thánh nữ, nó có thấy người vô gia cư ngồi đánh piano không? Hả? Nó đâu phải là nó nghèo, nó đâu phải nó không có học từ nhỏ đâu. Những người có học đó rách rưới tùm lum. Ở Mỹ lâu lâu bạn thấy có một nơi nọ nơi kia nó để cái bàn, cái piano giữa đường đúng không, hay là trong một cái chỗ nào đó đó, đi tới ngồi xuống đánh, ai có biết đánh là đánh. Còn mình ở Việt Nam á, vô gia cư nghèo á, mà nó nghèo từ cái lớp mà mới đẻ ra, nghèo lên tới già luôn, là biết gì đâu mà đợn. Ở bên đất nước Mỹ này á, nghèo sao đi học piano. Nó quốc bạn á, là 60 đô một giờ. 60 đô một giờ. Nghèo sao đi học. Nhưng mà cái lỗi của cái người đó lớn lên và họ đi sai đường và họ thành homeless. Chứ Mỹ tự do mà. Anh tự anh chọn. Chứ không phải anh không có cái cơ hội để anh gọi là không có nhà, không có cửa. Cái đó nó giải mã đó mà nó hoài luôn á. Những cái bạn ở trong nước không muốn hiểu là không muốn hiểu, cái đầu nó tới đó nó không nghe nữa. Giống như bạn Phương nói, nó không muốn nghe cái đoạn đó. nó bị điếc cái đoạn đó. Đấy.
À, chào bạn Văn Phúc Nguyễn nghe ở Sydney, thank you bạn. Dạ em chào chị Diệp, thank you anh Eric. Chưa chắc con bất hiếu, những trường hợp đó là do chính cha mẹ này. Đụng cái là đổ thừa con bất hiếu, đụng cái vậy đó, hoặc là đụng cái là con bất hiếu đem cha mẹ vô viện dưỡng lão không con các bạn. Nhiều chuyện á là y tế con không làm nổi. Cha mẹ cần tắm rửa thai này thai kia về y tế chăm sóc những người trong đó là những người chuyên nghiệp và mình không có thời gian mình đi làm ở già ở nhà nuôi cha nuôi mẹ được tiền đó nhưng mà bạn không đủ sống chứ cái cuộc sống nó vậy mà đi vô trong đó có bác sĩ có người nọ người kia người ta lo đó làm tự không lo được nữa là nó nằm đó đó ha. Còn một cái nữa gọi là chứng bệnh người già mà chứng dạ mất trí nhớ đó. Cái một đoạn video trên Facebook coi rất là não lòng nếu không biết một bà cụ đẩy cái đầu xe đẩy này nè thấy không một đứa con gái nhỏ nó đứng đó nó chặn cái đường đi nè chị tránh ra cho tôi đi chị tránh ra cho tôi đi khóc quá trời khóc đứng bà cụ. À, một đứa nhỏ một một cô thiếu nữ đứng chặn đường bà cụ không cho bà cụ đi mà bà cụ khóc la mà vẫn là bấm điện thoại vô vô tình như thế nhưng cuối cùng bạn biết á bà cụ đó bị gì? Mất trí nhớ mở cửa đi mở cửa đi nhớ ông già vợ mình cũng bị mất trí nhớ nè leo hàng rào ở nhà đó ha khóa cửa lại lấy những cái đồ nặng chặn cửa ông kéo ra mở cửa ngoài hàng rào lấy chìa khóa khóa hàng rào đứng cỡ tới ngực nè leo luôn với cái tuổi tám mấy đó, bạn tin không không biết đường không biết đường sao gọi cảnh sát ở đây Mỹ gì cũng gọi cảnh sát nó làm phiền nó quá alo cha tao mất rồi đi đâu tao không biết cách nào cảnh sát nó tìm đấy chuyện của mày mày mà cha mày mất mày đi tìm đi mày gọi tao tao rảnh đâu mày chuyện đó có Việt Nam không các bạn chắc không có đâu không có đâu ok hỏi cha mày nhà mày ở đâu địa chỉ chỗ nào ok nó đưa máy bay không người lái lên cái drone nó quần 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 không nó chụp bật 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 nó thấy ông đang đứng góc nọ góc kia đó. Ok, ba mày ở đường đó tới trở về. Mấy cái bệnh mà người già giảm trí nhớ đó, thường họ phải đi vô viện dưỡng lão. Mà ở nhà đó khó canh họ lắm không bạn. Họ đi không à. Người Mỹ cũng có lần cách đây cũng chắc cũng chục năm. Cũng báo cảnh sát, báo đài mẹ cha tao mất rồi. Đại như Đài Phót đó đang nói ở có người này mất kìa ổng đi sau lưng á ổng đi trên đường đi sau lưng cũng không biết ổng luôn cái chút nhìn lại nè ổng đó đi lang thang vậy đó các bạn khổ lắm sống mà tới già mà cái đầu nó còn minh mẫn thân thể nó còn minh mẫn thì còn đỡ trời ơi đến đó không biết gì khổ lắm. Nó nói con dâu cưng đuổi ra khỏi nhà vì ở Mỹ con dâu đặt mẹ chồng đâu thì ngồi đó văn hóa Mỹ nhập gia tùy tục. Có một đoạn á bà này bà kể như thế này bà có một người chồng ở Houston đó luôn và có một người cha là 80 tuổi khi bà hình như khi bà đi về Việt Nam xong cái khúc sau á bà trở lại thì người cha chồng đuổi bà ra nói mày đi ra đi người Việt Nam luôn ở đây nó có người khác rồi không có dễ vậy đâu các bạn. Ok, bạn ở với một người cho dù bạn không có hôn thú bao nhiêu năm đó đó còn chia gia tài bạn nữa kìa chứ phải mày đi đi giống Việt Nam không dám đó tao gọi cảnh sát ở đó ông là phải đi ra đó thằng con của ông phải đi ra đó ở đó cho nên nhiều cái á, nó khó hiểu lắm cho các bạn đó, nhiều cái nó khó hiểu lắm không dám đuổi ra đâu dễ đuổi người ta lắm ha
bạn đuổi người ta đi đâu? Mỹ, chính phủ Mỹ nó đặt câu hỏi, bạn đuổi người ta đi đâu? Bạn phải báo người ta, bạn phải đền người ta, bạn phải nọ kia, chứ không phải một muốn đuổi đuổi đâu các bạn. Nên á, nói lên á, để cho các bạn Việt Nam á, để mà nghe thôi. Rồi trời ơi, thấy chưa, ở Mỹ khổ lắm, không dám đâu, tôi kêu gọi cảnh sát mà ông là người đi ra đó, chứ ở đó ông đuổi tôi. Em xem qua clip này, nhìn cô này, người đã từng ăn chơi. Cái đốm, cái bên trong đó, đó nó có cái gì? Nó mới ra như thôi các bạn. Không có một người nào mà qua tới Mỹ mà bạn dở đến nỗi, trừ khi bạn bị tâm thần không nói nữa, bạn dở đến nỗi mà bạn không làm được cái gì để bạn ra hôm đấy. Mà chỉ cần có cái công việc thôi. Thì công việc đó, nó mình dở quá thì mình công việc đó nó nuôi sống mình được. Có xe, có cổ, mướn nhà, ok. Còn tâm thần nữa thì ăn welfare trợ cấp rồi, nó cho rồi, có nói gì nữa. Cho nên á, cái sâu thẳm bên trong á, là chỉ có ăn chơi, không nói nhiều. Vậy thôi. Bác homeless ấy nói thằng Út mê gái, không lo cho bác ấy, là con trai bác ấy mê vợ của anh ấy à, đó mà. Thì đó, mà mình có vợ có con rồi mà sống vô, cái nói chung cái trong đó nó khó lắm. Cái chỗ đó là ở Mỹ mà qua tới Mỹ là biết rồi, nó có vợ có con rồi mình đứng đi theo nó nữa. Ok. Mình tự lực cánh sinh, mình đi làm. Đỡ tắc xịt mà sống không nổi, nói ở Cali mướn nhà không nổi đã đành. Tắc xịt làm không mướn nhà nổi hả? Không, bây giờ bạn đi làm một tháng á, bạn làm 1.000 đô, bạn xe cái phòng dưới đất xịt giờ như giờ đất xịt chắc cũng, mình nghĩ mà xe cái phòng mà chỗ nơi rẻ rẻ mình nghĩ chắc cũng 400 thôi, 400 các bạn, cứ còn ở Cali chắc cả 1.000 à, thấy không, xe một cái phòng 400, tắm rửa ăn uống đi làm đó, tại sao không làm? Nói 1.000 là không có, nếu mà bạn đi làm là phải bà 2.000 mấy. Rồi ở dưới tắc xịt, thiếu cha gì việc làm. Từ hãng xưởng tới nhà hàng Việt Nam mối tùm lum tà la. Mình không muốn thôi. Có nhiều người bị bệnh thần kinh nên họ thích sống ngoài đường. Dạ đúng rồi, cái đầu nghe tưng tưng. Nói, ai thích sống ngoài đường? Ừ, giờ Việt Nam không có thích chứ, nhưng mà ở đây nó có thích các bạn. Đang làm việc mà bỏ ngang, không lý do báo trước, thì khi đi tìm việc thì nó khó ra đó. Mình sống ở đất nước Mỹ này, mình không coi trọng cái việc đó thì mình đành phải chịu thôi. Ha? Mình ham về Việt Nam, mình làm Việt Kiều, mình chơi. Ồ mắc gì phải đi thằng con nó lớn ở Việt Nam về làm gì, về làm gì ở bệnh đấy tới 3 tháng các bạn, về làm gì tới 3 tháng qua đây mất job. Mình nói nha, thí dụ mình về Việt Nam đi, mình mất việc và mình hiểu được mình qua đây mình có kiếm được việc làm không. Nói trời ơi, cái việc đó khó kiếm lắm. Thôi, đúng giờ đúng ngày về thì đâu có sao, ăn chơi cho cô, về Việt Nam nó vui các bạn. Thôi kệ đi, qua đây kiếm việc. Ok, tôi qua đây tôi kiếm, tôi sẽ có việc. Thì cứ tiếp tục ăn chơi đấy. Nhưng qua đây tôi biết tôi không tìm được cái việc đó. Cái việc đó nó khó tìm lắm. Tôi phải lo, tôi bảo vệ cái việc đó. Vậy lỗi ai? Rồi xong rồi đó, đi xin hãng khác á. Cái hãng đó, hỏi mày làm hãng nào? Hồi xưa đó là nó gọi đó bạn. Bây giờ thì hết rồi. Bạn làm kêu làm hãng gà, ok, rồi nó kêu supervisor tên gì, số điện thoại, nó gọi nó hỏi luôn, nó hỏi luôn cái người đó có làm hãng này không, trước ha, cái người có, nó làm sao, cái performance của nó đã làm sao, nó tệ lắm, mà nó đi về, nó nghỉ ngang, nó muốn làm, mà. Ok, thank you, hồ sơ dùng đã cái kịch, mày khỏi mướn mày luôn. Hồi xưa đó, bây giờ không có, bây giờ á, là luật nó bảo vệ mình nhiều hơn các bạn. Trong hãng của mình hồi xưa là vô ha, hỏi đo đạc, nhìn bản vẽ, nhìn máy, cứ bấm, bây giờ không có luôn.
vô hỏi 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 thích mới không thích thôi vậy thôi, không nói nhiều, mày không được hỏi nó, mày không được test nó ngay đó, mày không được nhìn kia. Bây giờ là được bảo vệ nhiều hơn. Chứ hồi xưa nó gọi, hồi xưa bạn đi điền đơn á là nó kêu bạn đưa cho bạn nó là 3-4 người bạn, thấy không? Coi rồi bắt đầu gọi hỏi. Cái hãng là đúng rồi, còn những cái người quen của bạn nữa. Ở Mỹ, Mỹ hả? Không có chuyện biết tao là ai thì nó vô vô hỏi đó biết bố mày là ai không hả? Nói nói các bạn sẽ nghe manager mà nó đuổi con của chủ rồi, các bạn phải biết. Việt Nam chắc chuyện đó không có đâu các bạn. Chào ông chủ con, chào cậu nhỏ, làm gì có bên đây kệ mày. Hồi trước mình làm cái hãng nhỏ nè, con của chủ vô bấm bấm thẻ vô làm tính giờ đó, rồi cũng làm chạy những cái máy mà men dùng, mà con chủ mình nó tệ lắm các bạn. Nếu ba mình làm thì đỡ, ba mình làm chủ vậy trời, mình vô rồi mình làm manager rồi mình lo hãng, nó lo gì không vô, nó không biết con mẹ gì hết. Rồi xong rồi chỉ cho những cái máy mà dễ, coi như là ví dụ cái cục sắt nó dày rồi cần khoan cái lỗ cái đó bỏ vô cái bằng làm bằng tay, tính nó chẳng biết CNC chẳng máy móc gì đó, cái bắt đầu gắn cái lưỡi khoan vô cho nó, xong rồi cái bắt đầu khoan rồi xong cái làm cái răng ha, cái bằng gặt vậy nè, ở đây là cái khoan dày, cái bằng gặt cái rồi cái con dao mà làm răng nó vô vậy, cái bắt đầu chỉ đó rồi lấy nhớ quét rồi chạy ra chạy vô vậy, rồi đứng làm 4-5 tiếng rồi thấy biến móc cha rồi đó vậy đó. Chứ không có dám vô là nói chuyện chủ văn phòng. Ở Việt Nam làm văn phòng, mẹ con của chủ vô lết trong á, chưa nó còn đi quát rác nữa. Ở đó nó đứng, mày đứng trên, mày đi học đi, rồi mày vô mày đứng máy, mày vô mày chạy máy, mày vô mày program, mày vô mày nhà ở kia, mày không học hả, vô đó vậy đó, cái job đó cho mày á. Làm như một người bình thường. Ok. Mấy người hôm lẽ là đầu óc có vấn đề, có vấn đề nó mới ra như thôi. Bạn thấy ở trên cộng đồng mạng á, nó có một cái hôm lẽ này mà Thí Nga quay nhiều đó, mình cũng nó muốn nói là nó đụng chạm nhưng mà mình nghe mình bực á. Nói các bạn nghe bực và giờ nhiều cái kênh cái đài nó quay, chắc đứa này ra là các bạn biết nè. Đâu để coi cái bài đó đâu ạ. Nghe nó bực bội lắm, không có muốn nghe nữa. Tại vì á đâu mất tiêu rồi. Làm biến nói những câu mỹ miều rồi đi quay lên bỏ lên những cái kênh cái đài kia đài nọ, cái clip nọ clip kia. Đây. Thánh đây nè, mình gọi là thánh đó. Hả? Đây là mình gọi là thánh. Homeless thánh, thánh homeless. Thánh homeless, đó đã mất rồi. Thánh homeless các bạn. Các bạn nghĩ sao? Mình nghe đó, cái đầu tiên á là đi tới một cái nhà hàng nọ. Rồi gặp một cái cô gái kia đưa vô xin rửa chén ở trong bốn bức tường xong đi ra. Hình như thánh này là cũng là quấn hàng mà Thí Nga bắt gặp nè. Rồi xong rồi cái gặp một cô gái đi vô. Cô gái đó là bầu bịch gì hồi xưa đó. Rồi hỏi vô đây làm gì, vô đây xin rửa chén. Cái cô lấy ra cấp một cặp cọc tiền 500.000 đô vậy đưa. Rồi xong rồi đi đi đừng bao giờ tới. Ok, đó không biết có không hay là make up story gọi là tự tạo chuyện lên. Xong rồi vì sĩ diện, tôi lấy cái sắp tiền đó tôi nhét vô áo ngực của cô ta. Mẹ bạc tay mày méo mỏ chứ ở đó mày nhét vô áo ngực cô ta. Nghe nói tới đó là mình nói là nó xạo. Nó nói chuyện vậy ha. Nói chuyện mà vẫn còn cái kiểu mà ngoài đời mà giang hồ vậy đó. Thì nhét vô áo ngực cô ta. Dám đụng được cái người đó. Nó sao vậy? Không tin. Rồi bắt đầu viết nhạc, viết thơ vậy đó. Ok, anh có được cái khiếu nào đó. Mà qua Mỹ không lo làm, nó mới ra như vậy.
Nếu nếu là nhân tài đó sao một người bình thường nó còn chưa được nữa, hỏi nó là tài ở đâu, nhân chỗ nào? Nó thấy người ta ở nhà sang quá cho nên nó ghen tức. Ở quá làm neo hả? Ở nhà, ở xe cộ ngon lành hả? Thì bạn thấy nó cứ là qua Mỹ làm neo, nó mất cười. Hỏi có những cái người nào làm neo mà họ vất vả mà ở sống cái gọi là chỗ ổ chuột á, theo kiểu nó nói. Ở nhà của Trang Khang mà nó kêu ổ chuột luôn á. Không biết tụi nó ở Việt Nam nó ở cái chỗ nào, nó ở cái biệt phủ nào mấy ngàn mét vuông không biết luôn. Không biết. Bài đó mình làm, mình cho các bạn coi nữa. Thì nói đi nói lại bạn nhìn đi, Trang Khang qua tới Mỹ ngơ ngơ ngao ngao. Ở Việt Nam là tung hoành giang hồ, từ Bắc vô Nam, từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây. Nhưng qua tới Mỹ đâu có biết cái gì đâu. Đó, phải hấp thu. Cho nên những cái bạn mà mới qua mà chia sẻ cuộc sống Mỹ, có sao nói vậy mà đi nói ngược cái chật lắc hết. Mà nó lại phái đi nói ngược cái chứ có. Nó lại phái đi nói ngược. Nên nhớ mình chia sẻ cũng vậy các bạn, nhiều người nghe lắm, phải không? Những người có học, có qua Mỹ 50 năm, 40 năm, rồi có người mới biết, người chuẩn bị đi Mỹ, người ta biết rành lắm, nói tầm bậy tầm bạ người ta gõ đầu, chứ không phải đâu. Mới qua mà còn bày đặt đi con cái hướng nói ngược, mà nói xui, nói không xong, đi nói ngược. Bạn thấy Việt Kiều thất bại, nó nói ngược, nó nói đúng cái nào? Nó về Việt Nam nó ở sướng lắm đó. Ồ bây giờ sắp Tết rồi sao nó chui qua đàn chi, nó nhớ quê hương lắm, nhớ Tết lắm mà sao nó không ở Việt Nam ăn Tết đi. Qua đàn chi cho lạnh dữ vậy. Sao không à, thằng nào cũng bò về hết á, bò về đây làm gì? Nó đi nó ngược không à, rồi nó cũng làm ngược luôn chứ nó vậy đó. Mà nó mặt chai mài đá mà vẫn nghe, mình bỏ tay các bạn. Ok, dạ thôi cho phép mình xin xuống like, xin chúc cô chú anh chị em lúc nào các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chuẩn bị mình sẽ lên lại lúc 7 giờ 30 phút giờ Mỹ và 8 giờ 30 phút giờ Việt Nam. Sẽ kết nối với anh Alan đang phát cơm ở Việt Nam các bạn. Chúc các bạn có một cái buổi gặp nhiều cái may mắn, vui vẻ, an lành nha. Hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt, bye bye.